Bích Thai dạ, dạ con xin điện khuyết xích thanh thủy, dạ nãy giờ con điện mấy lần rồi mà thanh thủy không có bắt máy, dạ con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh và xích hoa nguyệt cho con được biết được tín hiệu. Nam mô Bích Thai dạ. Đây là chương trình Phật pháp Bích Thai thăm má trên mạng internet qua Facebook, qua Minh Thoát Facebook và Sơn. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam, từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Hilton từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con, Nhật Huỳnh, thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Bài học hôm nay, thứ 6, ngày 19 tháng 3 năm 2021, Phật lịch 2564, giáo trình thắng pháp Abhidhamma, bài 64, 6 khía cạnh quan trọng của tâm thức, 3 chức năng, biên soạn, tỳ kheo giác đẳng, và thượng tọa giác đẳng và ngài Tiểu Siêu đồng giảng dạy, và thượng tọa giác đẳng điều hợp. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo. Con kính nhân Minh Tinh Sư ạ. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lễ pháp do thiện thuyết thiết hiện tiền vướng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện loài chúng sanh người khổ khổ, người sợ hết sảy, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thủ chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo, và cảm ơn Hoàng Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tính hoàng nguyệt. Còn thành kính đảnh lễ ngài Tỳ Siêu cũng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng.
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay Thắng pháp Abhidhamma bài 64, sáu khía cạnh quan trọng của tâm thức, ba chức năng kiết chán sẽ được thượng tọa Giác Đẳng và ngài Triệt Siêu đồng giảng dạy. Chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh ngài Triệt Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, con kính dâng mic đến ngài. Nam mô Bụt Thầy. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ chúng thịnh văn đệ tử Phật. Kính chào thượng tọa Giác Đẳng cùng chư tôn đức và thân chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Kính thưa quý vị, giáo trình thắng pháp hôm nay chúng ta tiếp tục học về sáu khía cạnh quan trọng của tâm thức, và đây là khía cạnh thứ ba, tức là 14 chức năng của tâm, hay gọi là 14 sự phận sự. Chữ kích chá có nghĩa là phận sự, phần hành hay là chức năng. Đặc tính của cái tướng trạng của tâm chỉ là một, tức là sự biến cảnh aramana, vichanana, lakhana. Nhưng mà tâm biến cảnh theo cái trạng thái, còn về cái phận sự của tâm đó, ở trong mỗi một diễn trình tâm chitta vritti nó sanh khởi, thì mỗi một sát na tâm trước sau nó theo cái phần hành của nó, cho nên sanh khởi nối tiếp nhịp nhàng, giống như là trong một cái công ty mà sản xuất dây chuyền vậy đó. Mỗi người một phận sự, thì khi qua hết các cái công đoạn thì người ta sản xuất được một mặt hàng, đóng bao bì in nhãn và để bán ra. Ví dụ nó như thế nào thì ở đây tâm khi mà nó diễn biến thì nó cũng theo cái trình tự di truyền, tùy theo cái phần sự, cái phần hành của mỗi một thứ tâm. Chúng ta có tất cả là 14 cái phần sự của tâm thức, thì hôm nay chúng ta chỉ học ba cái phận sự đầu, Patisamphi, tục sinh, hay gọi là tái tục. Phận sự thứ hai là Pháp Quan Giác, hay gọi hữu phần, hữu kiếp, và đây gọi là tỉnh thức. Và thứ ba là tử, tức là tâm làm việc chết, là việc tử, làm việc mệnh chung, đây gọi là mệnh chung.
những danh từ như là kiết sanh. Ở đây chúng ta không, nếu mà bát thí sanh thiết quy nha năng đó thì chỉ cho tâm tục sinh, mà cái phận sự của tâm thì là bát thí sanh thiết, tức là kiết sanh hay là tái tục, sự tái tục. Và những từ mới, chữ Pháp Quan Giá ở đây Thượng Tọa Giác Đẳng xài là chữ tiềm thức. Để chúng ta lấy theo cái nghĩa của, lấy cái nghĩa và chúng ta dịch thoát chữ Pháp Quan Giá. Và tự Minh Châu này dịch là hữu phần. Chữ phá hóa là hữu, là chỉ cho cái kiếp sống. Còn chữ ăn gá là chi phần, tức là những cái chi phần mà nó kéo dài kiếp sống. Khi mà không có những tâm khách quan thì chính những tâm này nối tiếp với nhau bằng cách vô gián duyên để duy trì cái kiếp sống. Cho nên Ngài Hòa Thượng tịnh sự Ngài mới gọi là hộ kiếp, hộ kiếp. Và tử thứ tí là châu tí, là sự kết thúc cái đời sống cũ. Và tâm tử nó sẽ trợ cho cái tâm thiết sanh thức mới, tức là tâm thái tục mới, bằng cách là vô gián duyên nữa. Cứ tiếp nói như thế. Thì bây giờ trước hết chúng ta hãy nghe bài đọc, rồi sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng giảng cho bài học ngày hôm nay. Xin mời cô Diệp Quỳnh. Nam mô Bụt Thầy. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trời Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con xin phép được đọc phần chánh văn Ngã Căn Nguyệt. Bài 64, sáu khía cạnh quan trọng của tâm thức, ba chức năng kích chá. Chữ kích chá có nghĩa là chức năng, phần hành thay phần sự. Đây là những vai trò của tâm thức. Hiểu được những chức năng này cho chúng ta cái nhìn sâu sắc hơn về hoạt động của tâm và những ảnh hưởng liên hệ. Chính những vai trò này phân định rõ ràng vị thế của các loại tâm trong trình tâm thức. Đa số người học thắng pháp không tìm hiểu rõ ràng những vai trò của tâm thức, đặc biệt là vai trò của tiềm thức, phát, quanh, giác. Nên trong giáo trình này sẽ nhấn mạnh một số điểm cần lưu tâm. Tất cả tâm đều có chức năng, có tất cả 14 chức năng của tâm thức. 1. Kiết sanh thức, bát thí sanh thí. 2. Tiềm thức, phá các quan giác. 3. Khai môn, avacchana. 4. Thấy đát. 4. Thấy dasana. 5. Nghe savana. 6. Ngửi gà kha jana. 7. Nếm xà jana. 8. Xúc chạm phusana. 9. Tiếp nhận sam vititchana. 10. Kiểm tra santi rana. 11. Xác định vottabana. 12. Xử lý chawana. 13. Dư hưởng tadalamana. 14. Mệnh chung cứu tiết. Trong phần đầu sẽ nói về ba chức năng kiết sanh, tiềm thức và mệnh chung.
Vì cả ba có liên hệ mật thiết với nhau, mặc dù trong bảng liệt kê thì mệnh chung đặt ở cuối cùng. Cũng nên lưu ý, đa phần này nói về chức năng của tâm, nên đúng ra không nên dùng chữ tâm hay thức, mà chỉ nên nói về phần hành. Tuy nhiên, đôi khi dùng chữ thức như kiết sanh thức hay tiềm thức để dễ hiểu. Kiết sanh thức, Patisthana thị, kết nối giữa kiếp sống này và kiếp sống khác. Chữ kiết sanh dịch theo nguyên nghĩa chữ Patisthana thị, mang ý nghĩa kết nối giữa hai đời. Ngài Tịnh Sự dịch là tục sanh, có nghĩa là tâm kế tục dòng sanh tử. Kiếp sanh thức do nghiệp lực chiêu cảm nên rất nhanh chóng, không có trường hợp đi tìm chỗ thọ sanh. Thắng pháp nói riêng và tam tạng Bali nói chung không nói về một trạng thái trung ấm hay trung hữu, mất chi phải quá giữa hai kiếp sống. Có 19 tâm làm việc kiếp sanh là hai tâm kiểm tra, 8 tâm quả dục giới tình hảo, 5 tâm quả sắc giới và 4 tâm quả vô sắc giới. Trong kiếp sanh chỉ có một sắc na nhưng hưởng toàn bộ kiếp sống. Tiếp sau đó, những tâm tiềm thức và tâm mệnh chung cùng một loại tâm với phần hành khác biệt. Tâm kiết sanh quyết định chủng loại, căn tánh và đời sống vui khổ do nghiệp quá khứ chi phối, vân vân. Chúng sanh cõi vô tưởng sanh, không sanh bằng kiết sanh thức. Tiềm thức, hoặc hoàn giá, là tâm tiềm tàng của đời sống khi không có hoạt thức sanh khởi. Ngài Tịnh Sự dịch là tâm hộ kiếp, nghĩa là gìn giữ đời sống do năng lực của nghiệp, trì nghiệp. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch tâm hữu phần lấy theo nguyên chữ phá quá cộng anh giá, có nghĩa là thành tố của sanh hữu. Tiềm thức cũng cùng một loại tâm với kiết sanh thức. Nói cách khác, kiết sanh thức bằng loại tâm nào thì tiềm thức bằng loại tâm đó. Lúc ngủ thật sâu, tâm chim bao là lúc tiềm thức hiện hữu liên tục. Trong đời sống hàng ngày thì sự chen lẫn giữa tiềm thức và hoạt thức rất khó phân biệt vì sự vi tế. Trong trường hợp tiềm thức là các tâm quả hữu nhân thì trạng thái giống như các tâm thiện, nhưng cảnh muội lược hơn, vân vân. Tiềm thức có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống. Tiềm thức thọ hỷ thì bản tính vui vẻ, thọ xả thì bản tính điềm đạm. Tiềm thức lý trí thì không có bén nhạy trong thẩm định và không có khả năng chứng thiền đắc đạo. Tiềm thức là tâm quả vô trợ vì nhậm lẹ, hữu trợ thì chậm lục. Có thứ tiềm thức trung giới làm việc như trái đồn, Ngài Tịnh Sự gọi là hộ kiếp khách, thì khác loại tâm, vân vân. Phật giáo Bắc Truyền không đề cập đến diễn trình tăng nên không nói về phá canh quá, về phá quanh giá, nhưng nói về tàn thức hay ai lại đa thức với nhiều điểm tương đồng thú vị. Ở đây chỉ nói ngắn gọn là tâm tiềm thức hữu nhân tuy là một phiên bản của tâm thiện trong quá khứ có lưu lại một số dấu ấn quá khứ, nhưng không phải tất cả như tàn thức trong nghi thức hay a tỳ đàm cầu xá. Mệnh chung chú tích hai tâm tự là tâm sau cùng của kiếp sống, nhưng không phải đơn thuần xuất hiện sau cùng nên không cần làm gì cả. Mặc dù đúng là loại tâm giống như tiềm thức và cũng cảm nghiệp lực, nên hiểu là theo kinh điển có ba hiện tượng chết như cây đèn tắt vì tim lục được ví cho cái chết tự nhiên theo loại. Loại chúng sanh có chỉ có thể sống lâu nhất chừng đó, đèn tắt thì hết dầu. Ví dụ cho chúng sanh chết vì hết phước hoặc hết ảnh hưởng của ác nghiệp. Đèn tắt vì gió thổi, ví dụ cho một thứ đoạn nghiệp.
mạng, mạng sống. Mạnh cắt ngang mạng sống. Cần hiểu ba thí dụ trên để thấy rằng tâm tử hay tâm mệnh chung không đơn giản chỉ là tiềm thức sau cùng. Cũng nên hiểu rằng theo nghiệp báo thì không có cái chết gọi là chết oan, và cũng không được quyết định bởi diêm chúa. Nói một cách tổng quát thì cả ba kiết sanh thức, tiềm thức và tử thức đều là sự chiêu cảm rõ nét của nghiệp lực. Bài học còn tiếp, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Con kính nhân Minh Đến Sư ạ. Kính chúc Thượng Tọa Tiểu Sư, cảm ơn của chị Quỳnh. Namo Buddhaya, kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng tôi xin nói một câu ngắn cho những vị nào mà không có đọc trực tiếp bài học mà nghe bài đọc vừa rồi đó. Thì có một số chữ mà chúng ta nghe sai vì bài viết của chúng tôi, và cũng một phần là do người đọc. Ví dụ như là chúng sanh cõi vô tưởng, không tục sanh bằng kiết sanh thức, chứ không phải là chúng sanh cõi vô tưởng sanh không tục sanh, mà chúng sanh cõi vô tưởng không tục sanh bằng kiết sanh thức. Hoặc giả là có một chữ mà quý vị nghe cũng sai, đó là đèn tắt vì gió thổi. Ví dụ cho một thứ đoạn nghiệp mạnh, chứ không phải đoạn nghiệp mạnh. Dạ, đoạn nghiệp mạnh. Dạ, chữ này thì Quỳnh và Quỳnh đọc sai. Đoạn nghiệp mạnh, tức là cái đoạn nghiệp đó nó xen vào, nó chi phối. Rồi chúng ta đoạn nghiệp mạnh. Đôi khi quý vị, những cái bài này mà VFC đọc vào giờ chót, nhiều khi nó cũng hơi trục trặc một chút. Và chúng tôi cũng xin lưu ý rằng những cái dấu ở trong ngoặc đơn mà có chấm chấm, nó không phải là vân vân. Dạ, dấu ngoặc đơn chấm chấm, tức là quý vị không cần đọc cái đoạn đó, bởi vì ở trong đoạn đó chúng tôi cho biết rằng vì cái phạm vi của bài học chúng tôi không có, không thể nói hết, thì chúng tôi chỉ đóng dấu để quý vị lưu ý thôi. Ở trong đó nó còn có những cái khúc chiết, những cái khúc mắc, có những cái vấn đề mà phải nói thêm, nhưng mà không có tiền nói thêm. Thật ra quý vị khoan hỷ, đừng đọc cái đó là vân vân, chỉ vân vân nó khác với những cái chấm trong ngoặc đường. Vậy quý vị khoan hỷ lưu ý cho. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta là ngày thứ sáu lẽ ra học trung bộ, nhưng mà hôm qua chúng tôi bận đi bác sĩ đó. Do vì chúng ta học bài thắng pháp, học ở trung bộ hôm qua và hôm nay chúng ta học cái thắng pháp. Và trong thắng pháp ngày hôm nay đó, thì chúng ta đi vào một cái khía cạnh thứ ba của tâm. Tức là khía cạnh đầu tiên mình nói về thọ, khía cạnh thứ hai là nhân, và khía cạnh thứ ba này chúng ta nói về vai trò hay là chức năng. Thì cái vai trò hay chức năng, phần hành, phần sự, nó đều là cái chữ để chúng ta dịch kích sát. Nhưng mà chúng tôi không có dùng chữ phận sự, là đôi khi quý vị nghe chữ phận sự có cảm tưởng như đó là một cái phần hành được giao phó, và được giao phó, được chỉ huy sắp đặt. Mà thật ra tất cả tâm nó đều có một cái vai trò, nhưng mà vai trò này nó nói trong cái tự nhiên, chứ nó không phải là giao khó. Thật ra nhiều khi quý vị nghe rất là nhiều ở trong cái bản dịch, trong cái giáo trình của ngài Tịnh Sự hay là chư tăng giả tham thường dùng cái chữ phận sự. Ví dụ như là cái tâm đó thuộc tánh đó có phận sự gì, thì chúng ta nên hiểu đó là vai trò. Chúng tôi không dùng chữ phận sự là tại vì phận sự người ta sẽ hiểu lầm nó là được an bài, được sắp xếp bởi cái gì đó. Nhưng mà chính ra là mỗi cái tâm nó sanh lên đó đều có một cái vị thế, một cái vai trò của nó, mà chúng ta gọi là một chức năng. Chức năng này là rất là tự nhiên. Riêng ngày hôm nay đó thì ở cái chức năng này, chúng tôi chỉ nói đến ba chức năng đầu tiên. Và cũng phải thưa rằng trong 14 chức năng á, thì hai cái chức năng đầu
là kiết sanh và tiềm thức đó, thì được sắp như là chúng tôi nói. Còn cái chức năng thứ ba mà chúng tôi nói ngày hôm nay về mệnh chung đó là thường được sắp chót, và sắp chót sắp sau cục thứ 14. Nhưng mà chúng tôi phải đem lên trong cái giáo trình này, đem lên là thành cái sắp thứ ba, tại vì tục sinh hộ kiếp và mệnh chung đó, tục sinh tiềm thức hộ và mệnh chung đó, thì nó đều có những điểm mà liên hệ mật thiết với nhau. Thật ra chúng tôi nghĩ rằng nếu mình giảng nó rời ra đó, tục sinh rồi rồi tiềm thức, rồi chúng ta nói qua những cái khác, rồi cuối cùng chúng ta mình đến cái tử trong mệnh chung đó, thì quý vị Phật tử sẽ bị gián đoạn. Và mặc dù trong cái danh mục mà chúng tôi liệt kê đó, và bản danh mục liệt kê thì cái tử đó là cái thứ 14. Nhiều quý vị đừng ngạc nhiên là tại sao từ cái 1, cái 2 nhảy qua cái 14, nó cũng có vấn đề như vậy. Thứ muốn nhắc quý Phật tử một điều là riêng ở trong giáo trình này đó, chúng tôi cố gắng xài những cái chữ mà nó gần và nó quen thuộc với những cái từ vựng mà quý vị xài trong đời sống hàng ngày để dễ hiểu hơn. Dạ. Thí dụ như là ngày xưa chúng tôi học dùng cái chữ, ngày ta sử dụng chữ phân đoán, hay là sau này các vị dùng chữ đoán định. Nhưng mà tiếng Việt chúng ta không có ai xài chữ đoán định hết. Đoán là đoán, định là định, chứ không có ai chứ một cái chữ đoán định mà chung người ta không biết cái đó là đoán hay là định. Dạ, thành ra chúng tôi không xài chữ đó, mà thay vì đó chúng tôi dùng cái chữ rất là gần gũi để sống hàng ngày là. Dạ. Còn cái tâm quan sát á, thì thật ra cái chữ quan sát á, nó là một chuyện hơi lớn. Thật ra chúng tôi dùng cái chữ mà ngày hôm nay người ta xài gần gũi dễ hiểu hơn là kiểm tra. Dạ, kiểm tra rồi xác định. Nó là một khâu nhỏ. Dạ, một khâu nhỏ hơn là một cái công việc lớn. Rất, cũng như là cái chữ động lực hay động tốc á, thì chúng tôi xài chữ xử lý. Dạ, cái chữ đa cảnh chúng tôi chữ dư hưởng. Dạ, quý vị đừng ngạc nhiên về những chữ này, bởi vì chúng tôi quan niệm rằng cái việc biên soạn giáo trình đó, điểm chính là làm sao cho dễ hiểu. Và dạ, càng dễ hiểu càng tốt. Chúng tôi không muốn đưa ra những cái chữ mà nó quá xa lạ và quá chế xa lạ. Thật ra về điểm này thì những vị nào mà đã học rồi mà bây giờ nhìn thấy những chữ này thì quý vị thấy rằng nó quen ở trong đời sống, nhưng mà nó lạ so với các giáo trình khác, thì đừng ngạc nhiên khi mà chúng ta có sự cố gắng để làm sao đọc qua là hiểu liền, có thể hiểu liền. Và dĩ nhiên là chúng tôi phải sử dụng cái tiếng Việt mà được xài ngày hôm nay. Dạ, tiếng Việt mà tương đối là phổ thông ở tại Việt Nam bây giờ. Thưa quý vị, trước khi mà đi vào các cái chức năng của tâm thức đó, thì chúng tôi muốn quý Phật tử đang có mặt ở trong lớp học này hiểu về một cái thế giới, một thế giới mà chúng ta gọi là thế giới vi tế. Nó rất là khác với cái công việc hàng ngày của chúng ta. Khi mà chúng tôi sang bên Mỹ đó, thì thưa quý vị, lúc bấy giờ một cái chiếc xe được sửa đó, thì do các thợ, ta gọi là mechanic, mechanic, thì cái máy móc á, cái mechanic á, nó có cái, nó là một cái lý thuyết rất là khác với cái gọi là kỹ thuật số, digital. Digital là kỹ thuật số. Và cái máy móc thì nó dựa trên những cơ phận. Thí dụ như là cái bộ phận mà để điều tiết xăng á, nó gọi là carburetor. Ngày hôm nay xe không còn carburetor nữa, mà sau đó họ dùng cái gọi là fuel injection. Nó có một cái hệ thống điều tiết xăng mới sau này. Thì dần dà đó, những người thợ máy, những người thợ sửa xe không còn là mechanic nữa. Và cái hệ thống xe nó không đơn giản là mechanical nữa, mà nó đi vào cái kỹ thuật số. Và người ta phải kiểm tra chiếc xe bằng những cái thiết bị đặc biệt, và bằng những dụng cụ đặc biệt để kiểm soát kỹ thuật số.
từ cái gọi là mechanic, một qua kỹ thuật số, nó là một thay đổi lớn ở trong đời sống. Cũng như cách đây vài trăm năm, vài thế kỷ đó, thì chúng ta chỉ biết cái thế giới này là qua một cái cái suy nghĩ, nó mang tính cách là hiện tượng nổi bật mà chúng ta có thể thấy, có thể nghe được. Và trong cái hiện tượng thấy và nghe đó thì tương đối là cái gì mà mình làm á, nó có tính cách to lớn và đôi lúc nó nghèo nàn. Chúng tôi lấy một cái chủ là mình sẽ hiểu được cái cối xay, và cối xay bột nó có hai cái thớt, hai cái tảng đá, cái thớt trên và thớt dưới, và hai cái thớt nó được nối với nhau bằng một cái gọi là cái ngõm cối, bằng cái trục ở giữa và cái ngõm cối. Thì những cái chuyện đó rất là dễ hiểu, và ông bà chúng ta đã làm như vậy. Nhưng mà cho đến bây giờ đó thì thứ gì, chúng ta cầm một cái điện thoại thông minh, và như là cái iPhone hay là cái Android phone đó, thì cái sự vận hành của nó không còn là đơn giản nữa, mà đôi khi một cái chip đó, mà nó process the information nhiều quá, thì chúng ta muốn nói đến một cái hệ thống điện tử, một cái nhìn nó hoàn toàn khác. Và do vậy nó tùy theo thời đại, nó tùy theo cái kỹ thuật công nghệ, và nó tùy theo cái sự hiểu biết của con người. Bây giờ chúng ta không nói đến bệnh dịch giống như là đầu thế kỷ thứ 20, bệnh dịch Tây Ban Nha, hay là bệnh dịch hạch của thời xưa ở Âu Châu nữa, mà chúng ta nói đến COVID. Bây giờ là một thứ virus, một thứ virus, và thứ virus này đó người ta biết một cách rất là vi tế. Đó là một thứ protein bám ở trên một cái vi tế bào. Và cái biết của chúng ta về về virus ngày hôm nay nó rất khác với thời xưa, đã khác. Chúng tôi nói lên này đó để quý Phật tử hiểu một điều rằng, thật ra trong cái thế giới của thiên nhiên đó, thì thế giới của tự nhiên đó, nó có hai thứ. Một cái đó, là chúng ta nhìn, chúng ta cảm nhận, chúng ta biết đó, nó một cách rất là đại loại, rất là to tát, rất là dễ hiểu ở bên ngoài. Và có một thứ đó mà nó rất là vi tế, nó rất là nhỏ, và cái vi tế, cái nhỏ đó nhiều khi nó vượt ngoài sự tưởng tượng của chúng ta. Lấy một cái thí dụ là quý vị nào có xem phim á, thì người ta hay mô tả rằng con người chúng ta có hai phần, là thể xác và linh hồn. Một con người bị chết á, thì trong cái hồn, trong cái xác thì nó xuất hồn ra, và cái hồn nó cũng là một cái thành phần vật chất mà nó như một cái màng sương hay màng khói mỏng, và từ từ nó rời khỏi cái nó rời xác, và để nó cái xác thì nằm bất động, còn cái hồn thì nó rời khỏi xác đi đâu đó. Thì thật ra đó là phim ảnh, và phim ảnh nó làm cho có một cái bóng màu trắng từ ở trong cái xác từ từ rời xác đi ra, và đó cũng là một cái sự tưởng tượng rất là nghèo nàn, rất là nghèo nàn của những cái người mà giải thích về thiên nhiên thời xưa. Chúng tôi nói tưởng tượng rất là nghèo nàn, là Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác, bậc giác ngộ đó, thì thật ra ngài ngài dạy chúng ta những điều tế nhị hơn nhiều. Cái thế giới mà chúng ta gọi là siêu vi, một thế giới macro. Trong lúc đó, về sau này những cái thế hệ mai hậu, hay là những người đệ tử mà đi xa kinh điển đó, thì giảng giải một cách rất là thô kệch, rất là nghèo nàn. Chúng tôi lấy một ví dụ như bây giờ chúng ta hay nghe giảng là con người mình chết đi rồi, trong lúc mình chưa tìm được cái chỗ để mà tái sanh đó, thì mình có cái linh hồn trong 49 ngày gọi là thân trung ẩm đó, thì mới đi tìm chỗ này tìm chỗ kia để tái sanh. Thì thưa quý vị, thật ra đó, mới nghe thì rất là hay, mới nghe rất có lý. Hay hoặc giả là mình nói là mình chết đi rồi vào trong
cảnh giới địa ngục và gặp Diêm Vương. Diêm Vương mới mở hồ sơ ra, mới coi coi mình thế nào, rồi mới quyết định cho mình đi tái sanh, rồi sao cho mình ăn cháo lú, mình quên đi tất cả, rồi mới dẫn mình đi tái sanh, vân vân. Nghe giống như là mình đi tị nạn hay là đi vô tù. Đi tị nạn tức là mình rời khỏi quê hương qua cái đó, rồi ta mở hồ sơ, rồi họ từ từ quyết định được. Những cái mô tả này nghe rất là gần với cuộc sống, gần cuộc sống rất là dễ hiểu. Và do đó ngày nay chúng ta có bao nhiêu cái phong tục như là cúng người tục hay là cầu nguyện người chết vân vân. Nhưng mà kỳ thật đó là nếu chúng ta hiểu rõ hơn về cái sự vận hành của vật chất và tâm thức theo ở trong kinh điển nguyên thủy, kinh điển Phật giáo nguyên thủy, và chúng ta hiểu hơn cuộc sống đó, thì cái thế giới của tâm thức nó không có hoạt động một cách chậm lụt, nghèo nàn, thô kệch như vậy. Chứ tôi lấy ví dụ như là mình đi tìm cảnh giới tái sanh, giống như là mình leo xe, mình lái xe đi mà mình tìm một cái nơi ở thích hợp đó, thì thứ điều điều mấy năm cũng không ra nữa. Làm sao ở trong một cái thế giới mênh mông này mà chúng ta có 4 9 ngày chúng ta đi tìm chỗ này chỗ kia được? Nhưng mà mới nghe thì có lý, hay là mình cứ tưởng tượng là mình chết đi thì tất cả mọi người phải vào trong địa ngục, rồi phải được Diêm Vương mở hồ sơ, mở hồ sơ rồi mới coi lại, là mới đưa ra một sự phán quyết, sự phân xử là ở trên trần gian làm tội đó, làm nghiệp đó, rồi cộng trừ nhân chia lại, rồi mới dẫn đến một cái phán quyết của tòa tòa gọi là phán quan, từ cái vị phán quan ấy kết luận cho chúng ta thọ sanh. Thì chúng ta nghe nhiều tác phẩm ở Việt Nam, ví dụ như là ngày xưa có tác phẩm của Ba Cháu Gà hay là Địa Ngục Du Ký. Sau này có một thời gian bên Mỹ, thưa quý vị, người ta có một cái tác phẩm về Địa Ngục Du Ký, họ in rất là nhiều, mà người Phật tử Việt Nam bỏ rất nhiều tiền để ấn đọc. Mà đọc cái đó thì chúng tôi thấy rằng rất là tội nghiệp cho người Phật tử mình, là mình hiểu cuộc sống hoàn toàn theo cái nhìn của người Tàu và hiểu cái rất là nghèo nàn. Nó phải như vậy. Chúng tôi lấy một ví dụ như là quý vị đọc vào trong đó, chúng vị thấy rằng ở trên thế gian này không biết bao nhiêu là chúng sanh, rồi mình làm bao nhiêu việc, mà cái chuyện mà ghi chép lại thì nó rất là ít, nó rất là thô sơ, rồi hồ sơ giữ ở đâu, rồi mở ra thế nào, rồi cái sự phán quyết rất là nghèo nàn. Chúng ta nói đại khái như vậy. Rồi khi mà mình nói về thắng pháp Abhidhamma, chúng ta nói về kinh điển, chúng ta nói về những cái hiện tượng của đời sống như là kiết sanh hay là tiềm thức hay là bệnh chung vân vân, thì chúng ta phải nhìn từ một góc cạnh nó vi tế hơn. Cũng như là cái chuyện mà mình nói ngày hôm nay, mình nói về hoạt động của một cái điện thoại thông minh của smartphone, mà chúng ta đem cái cách lý giải từ thời xưa mà giải đó, thì nó không trúng vào đâu hết. Chứ tôi muốn nhắc quý vị là có một cái những cái thế giới về hiện tượng về tâm tâm lý và vật lý đó, nó tinh tế, nó tế nhị hơn nhiều. Và khi chúng ta đi vào trong thế giới đó, đó thì mình cần hiểu biết khác thật. Bởi vì một cái đạo Phật mà nguyên thủy, đạo Phật của Tăng Pháp á, Abhidhamma, thì nó không có một cái gì trái chống với khoa học. Nhưng mà một cái đạo Phật của dân gian, của tín ngưỡng dân gian đó, thì ở trong đó chúng tôi xưa thì nó có nhiều cái lôi thôi lắm, có rất nhiều điều mà nó tạo nên những cái sự trái chống với khoa học và suy nghĩ nó không hợp tình hợp lý. Không hợp tình hợp lý. Chứ chúng tôi nói với quý vị là cái chuyện mà giữ hồ sơ của từng cá nhân rồi đem xuống rồi mở hồ sơ để phân xử đó, thì mới nghe thì có lý đó, nhưng mà thật ra nó là một cái nhìn rất là nghèo. Có người thì đội một câu chuyện không mà đem thiện ác đã khó rồi, huống chi là cả một đời người, và ai giữ hồ sơ đó? Bởi vì đôi khi chúng ta học Phật pháp đó, là chúng ta phải nói rằng ngày xưa có một cái sự kiện, có câu nói ông bà chúng ta hay nói là cha làm thầy con đốt sách, Đức Phật là bậc giác ngộ, thì ngài dạy chúng ta những điểm rất là cao siêu. Nhưng mà cái đàn hậu học của chúng ta thì
do cái sự thiếu hiểu biết về Phật pháp, do cái sự tưởng tượng nghèo nàn trong cuộc sống đó, nên chúng ta lại thu góp những cái mà chúng ta gọi là những cái quan niệm nó có tính cách là dân gian mà nó chẳng đâu ra đâu hết. Về điểm này thì chúng tôi phải nhận là người Phật tử, và nhất là Phật tử Việt Nam, Phật tử Trung Hoa mình đó, rất là tệ. Dạ, rất là tệ về điểm này. Tệ về điểm này là thế nào? Là chúng ta là người con Phật, nhưng mà khi mà nói về nghiệp á, thì Đức Phật Ngài dạy tinh tế như thế nào, thì khi mà chúng ta hiểu về nghiệp á, thì chúng ta lại hiểu ngược là rất nghèo nàn. Dạ, rất nghèo nàn. Chúng ta nhớ rằng thế giới này nó không có, nó phải là cái chuyện mà mình chết đi rồi cái hồn xuất ra rồi đi tìm chỗ này chỗ kia rồi chỗ nào thích hợp rồi chui vào trong bụng mẹ. Không, không phải chuyện đó. Tâm thức nó có hoạt động như vậy. Dạ, tâm thức hoạt động như vậy. Nếu mà chúng ta để ý rõ đó, thì cái tâm của chúng ta nó hoạt nhanh. Dạ, rất nhanh. Nó nhanh đến nỗi đó mà ngày xưa các ngài nói rằng trong một cái tích tắc, một khảy móng tay, tâm sẽ chịu triệu triệu sát na. Dạ, mà chúng ta nói một sát na đó, nó là một đơn vị rất là vi tế. Nó còn nhanh hơn là cái tỷ lệ của những cái chip processor, tức là những cái chip computer ngày hôm nay, trong một giây có thể process bao nhiêu là cả mấy triệu cái data. Nhưng mà cái đó còn còn chậm hơn của tâm. Đức Phật này dạy rằng không, Như Lai không thấy có cái gì nhanh hơn tâm thức. Càng sống, càng học, càng đối diện với những cái tiền đề khoa học đó, thì chúng ta mới thấy được những cái tinh tế của Phật pháp. Dạ. Và đặc biệt chúng ta có niềm tin ở thắng pháp Abhidhamma. Chứ nếu mà chúng tôi thưa quý vị là giảng theo kiểu từ xưa tới giờ cách nói của chúng ta đó, thì thật ra chúng ta tức là phải nhìn nhận rằng đa số cái cách giải thích đó nó rất là nghèo nàn, rất là sơ khai, không có đi vào được một cái những cái tinh tiết. Mình phải rất là rất rất cần để nhìn lại vấn đề. Bây giờ thì ngày hôm nay thưa quý vị, khi mà nói về 14 cái chức năng của tâm á, thì chúng tôi đặc biệt là chỉ nói về ba cái chức năng, và ba cái chức năng này đó mình phải đặc biệt cẩn thận coi chừng, là bởi vì những chức năng này chúng ta hiểu sai đó, thì về sau này khi mà mình đi vào cái tiến trình của tâm và nhiều phần khác thì chúng ta lại không có nắm vững. Dạ, không nắm vững. Đôi khi chúng ta học thì mình thời gian đầu học rất là đại loại. Chúng tôi phải nói với quý Phật tử một điều rằng ngày hôm nay đó quý vị học và thắng pháp đó, quý vị rất là may mắn. Có nhiều mà ở trong đó, ví dụ là có chư tăng thảo luận, rồi khi quý vị học thắng pháp đó, chúng tôi cố gắng để tìm những cái từ ngữ rất là gần gũi quen thuộc. Ngày xưa thưa quý vị, khi mà như là thường đoàn từ siêu hay chúng tôi hay trước đó siêu trưởng chẳng hạn, học với ngày tinh sự đó, thì nó từng mảng, dạ từng mảng mà có nhiều khi lắp ráp với nhau đó. Một điều này chúng tôi học là 3 năm sau chúng tôi mới ghép lại, à cái tâm hộ kiếp đó là như vậy đó. Dạ, tâm hộ kiếp như vậy. Ngày tinh sự thì ngày không có cái cố gắng để ngày giảng cho mình hiểu hết liền, mà phần nào thì ngài giảng theo phần đó. Ví dụ như cái tâm hộ kiếp khi mình nói là tâm quả, nói phần tâm quả rồi chạy qua tới sau này mình học về duyên thì mình mới hiểu vô gián duyên đó, nó có cái vai trò trong tâm hộ kiếp như vậy. Nhưng mà phải nói một điều rằng ngày xưa học rất là cực, cực hơn bây giờ, là phải ráp những cái puzzle, ráp những cái mảnh rời lại với nhau cho nó liên lạc, nó rất là mệt. Thành ra riêng trong bài học này thì chúng tôi cố gắng để có một số cái nét chính. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng ta nói đến cái phần đầu tiên là kiết sanh, patisanh thi. Đây là một cái điểm rất là tế nhị ở trong Phật pháp. Trước khi mà mình đi vào chiều thì mình nói về
Nói về ngôn ngữ, chúng tôi sẽ ít khi đào sâu vào ngôn ngữ như trường đoàn thực siêu. Trường đoàn thực siêu thì tôi thích nói về ngôn ngữ lắm, nhưng mà thật ra khi mà mình học Phật pháp, nhất là học Thắng pháp, thì nó cần một thứ là chính danh. Chính danh tức là chữ ở đâu thì phải nghĩa ở đó, và nghĩa phải định nghĩa rõ ràng. Thật ra quý Phật tử cũng cũng hoan hỷ là nhiều khi nó có vẻ như là mình có vẻ khó khăn, nhưng mà thật ra ở đây không phải là khó khăn. Đầu tiên là trước hết là cái chữ mà chúng ta thường nói là đầu thai, là chữ nó không có xài được. Và chữ đầu thai nó là nó chặt cả hai chữ luôn. Và chữ chữ đầu thai chỉ cho sanh trở lại vào trong thai bào. Mà Phật pháp thì dạy rằng chúng ta có bốn cái dạng thức để sanh ra, tức là noãn thai, thập hóa. Và thai sanh á, nó chỉ là một ở trong bốn cái sanh loại của chúng sinh. Thành ra cái chữ đầu thai thì nó nghèo nàn lắm, cái chữ đầu thai nó hạn chế lắm, chúng ta không dùng chữ đầu thai ở đây. Và cái chữ khác nữa mà có khi người ta dùng, nhưng mà mình phải rất là chữ tái sanh. Tái sanh là sanh lại, thì cái chữ tái sanh đó mới nghe thì nó quen. Ví dụ như là chúng ta có những tác phẩm lớn là Bạn tin có tái sanh, hay là Con người sẽ tái sanh về đâu, thì chữ tái sanh đó, sanh lại đó, thì nó cũng có chút vấn, nó phải chút vấn đề mà nó có vấn đề lớn. Tức là tái sanh là một cái chữ mà nó dựa lên trên cái quan niệm rằng con người mình có cái linh hồn, và nó sanh ở cõi này, rồi từ chỗ đó nó mới xuất hiện chỗ khác. Chữ tái tức là sanh trở lại, và sanh trở lại, sanh trở lại tức là có cái cũ nó còn, và có cái linh hồn nó trường cửu, và nó chỉ sanh đi sanh lại chỗ này chỗ kia thôi. Thì về cái chữ này đó, nó có chút, nó có một vấn đề với với Phật học. Ở trong Phật học chúng tôi lấy một ví dụ là cây dừa mẹ sanh dừa con, cây dừa con sanh dừa con nữa, nhưng mà không nên nói rằng cây dừa mẹ với cây dừa con là một hay là hai. Nó không phải là một, tại vì rõ ràng cây dừa mẹ nó sanh ra rồi chết đi, rồi cái trái dừa đó nó mới sanh ra cái dừa con. Và thì cái sự hiện hữu của chúng sanh đó là một cái dòng sanh diệt tiếp nối, sát na này sanh rồi diệt rồi tiếp nối nhau, rồi cái đời sống này và đời sống khác tiếp nối nhau. Nhưng mà bảo rằng cái thân, cái năm uẩn của kiếp này rồi nó sanh lại trong kiếp sót, kiếp tới, thì đó là một khái niệm rất là dở và một khái niệm không có. Và hễ thân tâm hay là năm uẩn hay là danh sắc sanh diệt, thì cái diệt này nó tạo điều kiện cho cái khác sanh, rồi nó sanh diệt tiếp nối. Chứ không nên nói rằng có một cái gì đó gọi là tái, tái tức là làm lại, sanh lại. Thì cái chữ tái sanh nó cũng không nên xài. Và ngài tử thì ngài dùng chữ gọi là tục sanh, và Hòa Thượng Minh Châu dùng chữ kiết sanh. Ở đây thì chúng tôi dùng chữ kiết sanh. Cái chữ kiết sanh đó nó là tiếp nối, và tục sanh nghĩa là tiếp tục là kế tục. Chỉ tục giống như chúng ta nghe như là kế tục là tục quyền hay là tiếp tục. Chỉ tục tục vừa là tiếp nối. Còn chỉ tục sanh nghĩa là chữ tục đó là chữ tiếp nối, thưa quý vị. Còn cái chữ kiết sanh là kết nối. Dù là kết nối hay là tiếp nối thì nó giống nhau. Và nếu quý vị nghe mà đệ tử này thực sự giảng bài, thường là chúng ta dùng cái chữ kiết ở chữ tục sinh. Nhưng mà ngoài chữ tăng, giống ví dụ pháp ở bên ngoài đó, thì người ta nghe chữ tục sinh người ta nghe hơi lạ. Tại sao có chữ tục trong đó? Đôi khi chữ tục nó không có liên hệ đến chữ tái tục hay là tiếp tục, mà người ta liên hệ đến chữ tục lụy chẳng hạn. Thành ra chữ tục sinh nó không có phổ thông bên ngoài, nhưng mà cái chữ kiết sanh nó lại có vẻ là ít lập lẫn hơn, là chúng tôi chọn cái chữ kiết sanh. Nhưng mà chữ kiết sanh á có nghĩa là
Có nghĩa là tiếp có nghĩa là nói cách, dạ nó đúng với chữ samthi, ba thí samthi là nối cách. Thì ở đây cái ký sanh thức á, nó cũng dễ dàng khiến cho người ta hiểu lầm. Nó là một cái sát na ở giữa để nối giữa đời sống này sang đời sống khác. À, ở đây nó hoàn toàn không có cái ý nghĩa là nó là nằm ở giữa, là nối kết của hai đời sống. À, chúng tôi sẽ nói tại sao mà có cái chữ chữ kết, chữ kiết và chữ kết, chữ kiết ở tại đây. Khi mà chúng ta học vào trong Thắng Pháp đó, thưa quý vị, thì cái tâm tử của kiếp sống này và cái tâm kiết sanh thức của đời sống sau đó, nó thật ra chỉ là nó chỉ là sự tiếp nối của hai sát na thôi. Tâm tử bên đây sanh và diệt và ngay lập tức cái kiết sanh thức, tức là cái tâm khởi đầu kiếp sống kế tiếp đó, nó bắt đầu chấm dứt cái sống này và bắt đầu kiếp sống khác. Và cái sự chấm dứt kiếp sống này gọi là tâm mệnh chung hay tâm tử, hay là tử thức, và bắt đầu kiếp sống khác gọi là sanh. Không có cái ở trạng thái ở giữa. Không có trạng thái ở giữa. Chúng ta sẽ trở lại cái điểm này khi mà nói về trung ấm ở đoạn sau. Ở đây thì chúng tôi chỉ nói một cách đơn thuần, đó là trong đời sống của chúng ta đó, thì mình tạo rất là nhiều cái nghiệp ở đời này và vô số vô lượng kiếp ở đời quá khứ, nhiều đời quá khứ. Thì trong những cái nghiệp mà mình tạo đó, nó có một thứ nghiệp mà nó dẫn, nó tạo tác động cho chúng ta đi tái sanh. Và cái tái sanh mà đời kế tiếp đó, gọi là sanh báo nghiệp. Sanh báo nghiệp. Thí dụ như là ở trong cái này chúng ta có sát sanh, rồi nói dối, rồi nói đâm thọc, nói nhảm nhí, nhưng mà chúng ta cũng có bố thí, trì giới, làm việc này việc kia. Có một lần nào đó quý vị đi hành hương Ấn Độ, nơi Đức Phật này ra đời, này thành đạo, này chứng pháp luân hồi niết bàn, thì trong vô số cái nghiệp mà chúng ta tạo đó, thì có một cái nghiệp nào đó đó, do một lý do gì đó mà nó trổ quả, nó trở thành sanh báo nghiệp, tức là đời sống kế tiếp của chúng ta. Chúng tôi lấy ví dụ như là một người đã từng đi hành hương, và dĩ nhiên họ có tạo nhiều nghiệp khác chứ không phải nghiệp đi hành hương không, nhưng mà vào trong giờ phút lâm chung đó, họ lại nhớ rằng họ đã từng đi hành hương chiêm bái Phật đấy, và nó tạo vô cái mãnh lực mạnh rộng lớn, mãnh lực lớn đó, nó khiến cho cái tâm tục sanh kế tiếp là một cái tâm quả dùng giới tịnh hảo, nó tương đương với cái tâm thiện lúc họ đi hành hương. Thì cái tâm quả đó đó, nó sẽ bắt đầu một kiếp sống mới ở cõi trời hay là cõi người, cõi trời dục giới hay cõi người, nó tương xứng với cái quả của nghiệp. Mà chúng ta gọi là sanh về cảnh giới an lạc. Thì bây giờ cái tâm mà tục sinh hay kiết sanh thức đó, nó chỉ là một sát na thôi. Nó chỉ là một sát na. Một sát na. Thì trong trường hợp một người mà làm thiện đó, bằng cái loại tâm thiện nào, có thể là thọ hỷ hay thọ xả, có thể là hợp trí hay ly trí, vô trợ hay hữu trợ, thì cái tâm quả đó nó là một phiên bản giống như vậy. Ví dụ như mình làm thiện bằng tâm thọ hỷ thì cái tâm quả đó cũng là thọ hỷ.
Làm trong trường hợp trí thì quả nó cũng là hợp trí, vô trợ thì quả cũng là vô trợ. Thì cái tâm quả đó nó là một phiên bản của tâm thiện. Dạ. Nhưng cái cảnh đó thì nó mùi lực hơn, nhưng nó giữ cái trạng thái của tâm thiện. Cái phiên bản của tâm quả này, cái phiên bản này rất là thú vị, thú vị. Thì cái tâm quả đó, đó, nó có một cái vai trò là nó có khả năng khởi đầu kiếp sống là một cái tâm tục sinh. Và cái tâm tục sinh hay là tâm kiết sanh thức đó, thì cái sức là cái tâm khởi đầu của kiếp sống. Thì cái tâm này nó hoàn toàn là sự chiêu cảm của nghiệp lực. Hoàn toàn là sự chiêu cảm của nghiệp lực. Và nó không cần ai phán xét phân xử, mà nó sanh ra một cách rất là tự nhiên. Chúng tôi lấy một ví dụ như là một cái hạt giống mà mình gieo xuống đó, thì nó sanh ra tự nhiên chứ không cần phải ai phán quyết là nó phải thế này, nó phải thế kia. Ở trong cái sự vận hành các pháp, nó có cái thái độ tự nhiên, mà nó có một cái, nó có cái sự tự nhiên mà nhiều khi chúng ta hay quan niệm là nó phải qua một cái sự phán quyết cộng trừ nhân chia. Nó không phải vậy, nó sự tự nhiên giống như hạt giống gieo xuống. Và trong sự tự nhiên này đó, nó còn có cái đặc tính khác đó, là do cái chiêu cảm của nghiệp đó, nó nó có một cái nơi thích hợp một cách nhanh chóng tự nhiên, và không có cái trường hợp nào mà không có chỗ cho nó. Sư trưởng hay là pháp sư Giác Chánh có một cái ví dụ như vậy mà thầy thường nói hồi chúng tôi còn nhỏ đó. Nghe kể nói rằng một cái cục gạch hay là một viên sỏi, dạng bất cứ gì mình ném lên hư không thì tự nhiên nó phải rớt xuống, và khi nó rớt xuống tự nhiên nó có một cái chỗ. Nó có cái chỗ, và cái chỗ nó hoàn toàn tương thích với cái lực ném, với cái hướng ném mà con mắt thường chúng ta không thể giải thích được. Thí dụ mình ném lên, mình nói ô, mình ném lên thôi, và nó rớt xuống, nó rớt ở đâu thì mình ghi nhận ở đó thôi, chứ mình không giải thích được. Thì về điểm này đó, là nó khẳng định một điều rằng tất cả những cái viên gạch, mà tất cả vật thể mình ném lên hư không để nó rớt xuống, nó phải có chỗ rớt xuống. Và dĩ nhiên nó rớt ở hướng đông, hướng nam, hướng tây, hướng bắc á, là nó có chịu cái sự chi phối nhất định của cái lực ném, của cái hướng ném, nhưng mà con mắt chúng ta không thấy được. Chúng ta không thấy được. Về điểm này đó, thì chúng tôi tạm lấy một cái thí dụ là quý Phật tử nào mà xem người ta đá banh đó, hay họ chiếu những chương trình thể thao á, bây giờ họ có bị chậm lại, và từ khi họ do họ 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 chiếu phim, họ sẽ chiếu chậm lại đó, họ có vẻ như mũi tên và cho thấy trái banh đó được ném về hướng đó, và cái lực ném bao nhiêu, và nó đã tạo nên trái banh nó đi vào góc nào, vân vân, ví dụ như vậy. Dạ, nó phải quay phim được chậm lại. Nhưng mà không có trường hợp nào mà một cái vật thể ném lên mà nó không có cái chỗ để mà nó rớt xuống. Và dĩ nhiên là nó có sự chi phối bởi cái nghiệp lực. Vì vậy trong cái trong Phật học nói chung, mà theo Tam Tạng Pali và trong Thắng Pháp đó, thì không có trường hợp, không có trường hợp mà một cái tâm thức hay cái thần thức hay một cái linh hồn mà chết rồi mà gọi là trở thành một cái quan hồn uổng tử, đi vất vơ vô định mà tìm không ra cảnh giới tái sanh. Khi mà chúng tôi còn nhỏ, thưa quý vị, thì chúng tôi ở miền quê đó, người ta hay rất sợ cái chuyện là không được đi đầu thai. Ví dụ như mình sanh vào trong địa ngục rồi, cái hồ sơ vì lý do gì đó không được mở hồ sơ, và rồi mình không được đi đầu thai thì ai cũng sợ lắm, hay là chung ngang sao đồ hay đập cái gì dơ trên đầu thì mình sẽ đầu thai sợ lắm. Hoặc giả là chúng ta nghe
bóng ma hời vừa quặng rủ nhau đi. Khi mà chúng ta nói bóng ma hời vừa quặng rủ nhau đi, chúng cảm tưởng như là có những chúng sanh chết rồi đó, mà họ không có không có tìm ra được cái chỗ nào để tái sanh đó. Thành ra trở thành những cái quan hồn ổn tử đi bất vững đầu này đầu kia, như được mô tả trong Văn Thế Tập Thập Loại Chúng Sanh của cụ Nguyễn Du, hay là nhưng mà thật sự đạo Phật nói rằng, Phật pháp mà ở trong cái điển Pali nói rằng tất cả chúng sanh ở bất cứ thời điểm nào cũng là chúng sanh hết, tất cả chúng sanh. Dạ, tức là không có người chết rồi có cái hương linh chưa tái sanh, hay là chúng ta nói rằng bây giờ mình là một chúng sanh rồi chết đi, mình chưa là chúng sanh, còn là một quan hồn, quan hồn lang thang rồi tìm chỗ tái sanh rồi mới là một chúng sanh, không có như vậy. Dạ. Và cái sự vận hành của tâm thức, cái sự hoạt động của tâm thức nó rất nhanh, nhanh lắm. Ngài Nagasera, ngài lấy cái ví dụ là mình nghĩ đến Xá Vệ, nghĩ đến Vương Xá, nghĩ đến bất cứ nơi nào thì nó bằng nhau thôi. Đó là cái cảnh giới của tâm thức. Ví dụ quý vị đang ở Houston, quý vị nghĩ đến ở Austin là kế bên, mà nghĩ đến Sài Gòn là bên kia nửa vòng trái đất, thì giống nhau thôi. Tâm thức nghĩ rất là nhanh, và sự hoạt động tâm thức mà chúng ta không có tưởng tượng được. Chúng tôi lấy cái ví dụ mà quý Phật tử khi tưởng tượng là chúng tôi đang ngồi đây nói chuyện với quý vị từ thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ, và cô Lăng Nhật Nguyệt ở trên Philadelphia, và thượng tọa Tề Siêu ở nửa vòng trái đất bên kia nó nghe, thì quý vị cái tín hiệu nó gửi nhanh như vậy đến nỗi mà nó có mà trên phương diện vật lý đó thì người ta nói có nhanh có chậm đó, nhưng mà gần như chúng tôi nói mà cô Lăng Nhật Nguyệt bằng toàn tự siêu nghe gần như đồng lúc đó. Chúng tôi chỉ lấy một cái ví dụ nhỏ để quý vị thấy rằng ở trong thế giới vật lý nó đã nhanh như vậy rồi, còn tâm thức nó còn nhanh hơn nữa. Và dĩ nhiên là đôi lúc hiểu những này chúng ta cần sự tưởng tượng của mình một chút. Dạ, tưởng tượng nó nhanh lắm. Và theo các nhà khoa học thì có những cái particle, dạ, có những cái thứ vật chất đó, mà nó có thể bay xuyên qua trái đất này ở trong thời gian rất nhanh. Và chúng ta nói đến những cái hệ vật, những cái nhân của vận tốc ánh sáng, hay là của những cái dữ kiện được gửi qua dây cáp quang, những cái fiber optic chẳng hạn, nó nhanh lắm, nhanh khủng khiếp, nhanh mà một cái tín hiệu từ ở đây chúng tôi nói mà nó gửi đi xuyên qua thái bình dương, chạy đến chỗ tương đối từ siêu, mà chúng là đang nói về cái kỹ thuật nằm ở trong cái sự hiểu biết hoạt động của con người đó. Và từ ở Houston chạy qua, xuyên qua biển Thái Bình Dương, đi qua cái cáp quang, chạy đến Vĩnh Long, chùa Viên Giác, hoặc tuần siêu trong một cái chưa tới một giây thì không tưởng tượng chúng ta không tưởng tượng được cái sự hoạt động của vật chất nó đã là như vậy rồi, về tâm thức nó còn nhanh hơn nữa. Rằng ở đây thì chúng ta nên hiểu rằng cái sự tái sanh nó không có phải là nó chậm chạp như chúng ta nghĩ. Một người chết rồi có cái linh hồn phải đi tìm chỗ này tìm chỗ kia rồi qua cuộc phân xử, và cái nghiệp lực nó đi rất nhanh, nhanh lắm. Dạ, rất là nhanh. Và thưa quý vị, cái tâm khởi đầu kiếp sống đó, cái tâm này đó, nó quyết định rất nhiều về chủng loại. Dạ, thí dụ chúng ta là ai, mình sinh làm loài người, mình sinh loài thú. Dạ, thì cái thức này đó, cái sinh thức gọi sinh làm chủng loại này đó, thì nó ảnh hưởng đến cả danh và sắc luôn, nó ảnh hưởng đến tâm và ảnh hưởng đến thân của chúng ta. Dạ, chúng ta gọi là thức duyên cho danh sắc ấy. Thì lấy ví dụ là một chúng sanh sanh vào cõi ngạ quỷ, thì vì cái thể xác và cái thân xác, tâm nó do cái tâm mà quan sát quả bất thiện đó, và cái tâm của nó tạo ra thị giác, con mắt như vậy, tai như vậy, mũi như vậy. Tại vì cũng thời con mắt, mà con mắt loài người khác, con mắt loài vật khác, con mắt loài vật khác, con mắt của chư thiên, của ngạ quỷ, của địa ngục. Dạ,
Và cái tâm đó nó quy định rất là nhiều. Về cái này đó thì chúng ta cũng phải tưởng tượng một chút là cái hạt giống. Cái hạt giống nó là một cái phôi thai nhỏ bé, rất nhỏ bé đầu tiên. Và nhưng mà trong cái phôi thai đó đó, nó đã chứa đựng cả một cái công thức lớn. Chúng tôi ví dụ rất là nhiều lần là quý vị nhìn thấy có những cái vật, có những cây như hạt cây cải chẳng hạn, cây cải hay cây mè, mà cái hạt giống đầu tiên thì nhỏ lắm, nhỏ nhưng mà hạt cải, và chúng ta nó giới tử là hạt cải đó, thì cái nhỏ đó ở trong đó nó chứa đựng cả một cái công thức. Cây cải lớn lên thì cái ngọt nó khác với cải làng nó khác với như cải rổ, cải xanh, cái mùi màu sắc hương vị thì nó thì cái sự bắt đầu nó nhỏ lắm. Và ngay cả trong vật chất, ở trong vật chất mà chúng ta nói rồi, cái sự thụ thai đầu tiên của một chúng sinh, tức là khi mà tinh trùng của người nam cộng với cái noãn châu của người nữ kết hợp với nhau, thì cái đó nó nhỏ, nó vi tế vô cùng. Ở trong kinh thì nó là giống như đầu lông con nhím mà nhúng vào dòng mà rải 7 lần, thì cái còn nhỏ, cái còn lại trên nó còn ít hơn, nó còn nhỏ hơn. Về sau này thì chúng ta có kinh hiển vi thì chúng ta mới thấy rằng cái sự bắt đầu của tinh trùng kết hợp với noãn châu thì nó nhỏ lắm, nó nhỏ hơn là mình có thể tưởng tượng được. Thì cái tâm đầu tiên của cuộc sống nó tuy là chỉ một sát na thôi, nhưng mà ở trong đó nó lại hàm chứa cả một cái công thức, và công thức quyết định là chúng ta là ai, là người Việt Nam, người Mỹ, da trắng, da đen, da vàng, cái di truyền của cha của mẹ như vậy, rồi cái tâm tục sinh đó thì nó quyết định về danh về sắc, nó quyết định là chúng ta là người nhị nhân hay người tam nhân, chúng ta quyết định là chúng ta là người vui vẻ hay là điềm đạm, quyết định chúng ta là người thông minh hay là thiếu trí, quyết định chúng ta là người nhầm lẻ hay chậm lục, vân vân. Thì những cái quyết định đầu tiên đó nó được quyết định bởi tâm tục sinh. Tâm tục sinh tuy rằng nó là một sát na tâm đừng bị đầu đề, nhưng mà nó lại rất là, nó ảnh hưởng rất lớn, lớn lắm, đến cái chủng loại, đến cái cuộc sống của chúng ta. Nó không phải toàn bộ, đừng hiểu nó là toàn bộ như là một định mạng hay một số mạng, nhưng mà cái tâm này nó ảnh hưởng đến danh và sắc, ảnh hưởng đến chúng ta là ai. Chị thưa quý vị, khi mà chúng ta nói về tâm tục sinh đó, thì chúng ta thêm một điểm là ở trong các cõi đó, ở trong 31 cõi có một cái cõi tứ thiền hay là cõi ngũ thiền vô sắc, và cõi vô ấy trời cõi xin lỗi quý vị cõi vô tưởng. Cõi vô tưởng là tưởng không tâm. Thì theo trong Phật học đó, có những cõi mà nhất quẩn, có những cõi mà tứ quẩn, có những cõi ngũ quẩn, thì có những cõi mà vô sắc á, có tâm mà không có vật chất, tâm thức không vật chất. Nhưng ngược lại cũng có cõi có vật chất, tức là có thân xác mà không có tâm thức, cõi vô tưởng. Thì cõi này không có tâm tục sinh, nó sanh ra bằng cái chiêu cảm của nghiệp lực, có chỉ là sắc pháp thôi. Chúng tôi không chắc á, là hôm nay chúng tôi có thể giảng được đủ cả ba cái chức năng. Ban đầu thì chúng tôi nghĩ rằng nên giảng cả ba chức năng, mà nãy giờ thì nó chúng tôi nói là đã mất hơn nửa giờ học rồi mà cũng chưa xong, thành ra có thể là cái tâm hồn kiếp quan trọng lắm. Chúng ta nói về tâm hồn kiếp, chúng ta nói về chìm thức, nói về a lại gia thức, nó là một câu chuyện dài, nhưng mà chúng tôi rất muốn quý vị hiểu rõ hơn về cái phần hành của những sự tâm này. Nhưng mà trước khi mà bước qua cái tiềm thức hồ kiếp đó, thì chúng tôi muốn ngưng ở đây để thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu. Không biết Thượng Tọa có mặt trước máy và Thượng Tọa có điều gì để dạy thêm về cái mà điều mà chúng ta gọi là tâm kiết sanh hay tâm tục sinh hay không? Bởi vì thưa quý vị,
Rồi. Chúng ta phải phải nói về rất là nhiều khía cạnh về điểm này, và có đôi khi mỗi một vị giảng sư có một cái trình bày riêng, và nhờ vậy quý Phật tử biết nhiều hơn. Bạch Thượng Tọa, thưa sư, Thượng Tọa có ở trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa tuệ sư đang ở trước máy, xin Thượng Tọa hoan nghênh cho biết. Dạ, dạ kính thưa Thượng Tọa, tuệ sư. Thưa quý vị, Thượng Tọa tuệ sư sẽ nói về kiến sanh thức, và sau khi tôi nói xong thì chúng ta sẽ trở lại với cái tâm chính thức. Dạ, kính thưa. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, thượng tọa nhất đẳng mời chúng tôi nói thêm về kiết sanh thức. Ở đây thì chúng tôi muốn trình bày về cái loại tâm làm việc kiết sanh thức. Và có những trường hợp chúng sanh tái sanh không có kiết sanh thức, thì ở đây thưa quý vị, trước hết là chúng ta nói đến tâm làm việc kiết sanh hay là làm việc tái tục và tiết sinh thí. Thức ở đây tức là quả thức, cái quả thức này là quả thức hiện thế, nhưng quả thức hiện thế có 32 thức hiện thế, 32 tâm quả hiện thế. Thì trong 32 tâm quả hiện thế đó, 7 quả bất thiện vô nhân, 8 quả thiện vô nhân, 8 tâm quả dục giới hữu nhân, tức là 23 tâm. Rồi năm quả sắc giới, 4 quả vô sắc giới. Như vậy chúng ta có tất cả là 32 tâm. 23 tâm quả dục giới và 9 tâm quả đấu đại, tức là năm sắc giới, 4 quả vô sắc. Thì trong 32 tâm đó đó, nếu mà bình nhật thì kệ tính có đủ 32 tâm, nhưng mà nếu tính về làm việc tục sinh đó, thì nó chỉ có 19 tâm mà thôi. Có 19 tâm là nghiệp tụng sinh. Tức là tâm quan sát quả bất thiện, một trong 7 quả bất thiện, thì tâm quan sát bất thiện đó nó làm việc tục sinh, ký sinh thức cho chúng sanh cõi khổ như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula.
quan sát, quả thiện, thọ xả. Là cái tâm làm việc tục sinh, đó là thiết sanh thức cho chúng sanh, cũng là người lạc nhưng mà lạc vô nhân, ở trong cõi nhân loại và cõi tứ thiên vương. Tám tâm quả dục giới hữu nhân hoàn toàn là quả thiện. Cái quả dục giới hữu nhân này hay gọi là tâm đại quả đó, thì là kiến sanh thức cho chúng sanh nhân loại và chư thiên, cõi tứ thiên vương, cõi đau lợi, dạ ma, đồ xuất, quá lạc thiên, thao quá tự tại, sáu cõi trời dục giới. Như vậy thì bảy cõi vui dục giới, tức là cõi nhân loại và sáu cõi trời dục giới, thì có được chính cái thức tái tục hay là gọi ký sinh thức. Một tâm quan sát quả thiện thọ xả và tám tâm quả dục giới hữu nhân. Còn đối với người mà tu chứng thiền sắc giới ở kiếp này, thì chính cái tâm thiền thiện đó, nó sẽ tạo ra cái quả thức tái tục hay gọi là ký sanh thức, bát thí sanh thí, vinh nha năng cho chúng sanh phạm thiên cõi trời sắc giới hữu tưởng, là ba cõi sơ thiền, ba cõi nhị thiền, ba cõi tam thiền và sáu cõi tứ thiền, một cõi quảng quả và năm tịnh cư. Còn bốn quả vô sắc á, đó là quả thức do bất động hành, tức là thiện vô sắc giới tạo ra. Và bốn quả vô sắc là việc tái tục hay là việc tái tục thức ký sinh thức cho phạm thiên ở cõi vô sắc. Thì như vậy chúng ta có 14 thứ tâm quả làm ký sinh thức. Cái phần sự của nó là làm việc tục sinh, làm việc tái tục cho chúng sanh ở trong đời. Có một cõi mà không có tục sinh bằng ký sanh thức, đó là cõi vô tưởng Asanya Sata. Thực ra cõi vô tưởng này là cái cõi phạm thiên đặc biệt, do tu chứng thiền sắc giới ở đời trước, rồi họ phát nguyện đời sau không có tưởng, cho nên sanh về cõi vô tưởng. Thì ở đây
Trong thân tịnh đạo mới giải thích cái chỗ này, là khi nói đến vô minh duyên hành, tức là phi phúc hành, phúc hành bất động hành á, rồi hành mới duyên cho thức, tức là quả thứ tái tục hay là ký sinh thức, rồi thức quẩn đó, đó thức mới duyên cho danh sắc, tức là thọ danh ở đây, tức là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn đồng sanh với ký sinh thức, và sắc đó là sắc nghiệp, sắc nghiệp tái tục. Thế thì bây giờ cái vị Phạm Thiên ở gỡ vô tưởng không có quả thức tục sinh, tức là không có ký sinh thức, thì như vậy làm sao có thể gọi là tạo ra cái sự luân hồi và hành duyên thức, thức chuyên danh sắc này, thì làm sao đây? Thì ở đây thưa quý vị, nếu như có quả thức tục sinh thì thức quẩn đó nó trợ cho danh sắc ngay ở trong cái sát na tái tục. Katikade, ngay cái sát na tầm tái tục, cái sát na khởi đầu kiếp sống. Còn đối với vị này thì thức duyên cho sắc nghiệp tái tục, thức này là nghiệp thức. Nghiệp thức nó chính là hành, chính là hành. Nghiệp thức này sẽ duyên trực tiếp cho sắc, sắc nghiệp tái tục. Thì như vậy ở đây cái gì duyên cho danh sắc đời sau, nó có hai trường hợp. Nếu chúng sinh cõi quẩn thì chúng ta nói đi một cái vòng, tức là từ cái nghiệp thức đó nó duyên cho quả thức, rồi quả thức này nó duyên cho danh sắc, cũng là danh quẩn quả và sắc nghiệp tiếp tục, nó đi cái vòng đó. Còn đối với chúng sinh cõi vô tưởng thì chính cái nghiệp thức, nghiệp thức ở đây tức là hành, là chỉ ngay cho phúc hành sắc giới ngũ thiền. Cái phúc hành sắc giới ngũ thiền đó, nếu có lời ước nguyện thì vị đó sẽ tái sinh cõi vô tưởng, không có tâm tái tục. Và suốt trong 500 kiếp, 500 đại kiếp thì vị Phạm Thiên đó chỉ có sắc quẩn mà không có bốn danh quẩn, nên cõi này cõi vô tưởng còn được gọi là cõi nhất quẩn Ekavukara. Khi mà chúng ta học ví dụ pháp thì ở trong ví dụ pháp trình bày giải thích cho chúng ta rạch ròi để chúng ta hiểu được cái nguyên lý dẫn đến tái sanh qua duyên sinh. Rồi từ cái duyên sinh đó chúng ta phải hiểu thêm cái duyên hệ kéo theo, thì chúng ta sẽ hiểu. Nên duyên hệ hành duyên thức bằng cách là dị thời nghiệp duyên là duyên hệ đó. Còn nếu như nghiệp thức mà tạo ra quả thức cũng bằng dị thời nghiệp duyên, rồi từ cái quả thức đó mà duyên cho danh sắc, cái thức tục sinh đó, thức quẩn tục sinh đó, nó duyên cho danh
là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, bằng cách là câu sinh duyên, tương ưng duyên, hỗ tương duyên, quả duyên, vật thực duyên. Rồi thức đó nó duyên cho sắc, thì nó bằng cách câu sinh duyên, hỗ tương duyên. Nhưng mà hỗ tương duyên đối với sắc nghiệp, sắc y vật tiếp tục thôi. Bởi vì tâm thức lúc đó, tâm thức tục sinh đó, nó phải nương vào cái sắc y vật, sắc y vật phải nương vào cái thức tục sinh, cho nên gọi là hỗ tương duyên. Thì thưa quý vị, bằng cách đó, khi mà chúng ta học rõ ràng và nhớ biết, không cần phải lập luận dài, lý luận dài hay là mô tả dài dòng, chúng ta chỉ cần nhớ cái công thức, cái nguyên tắc của các duyên hệ, cái này có mặt thì cái kia có mặt, nó sẽ tạo ra cái vòng sanh tử luân hồi. Thì khi biết được như vậy, nhớ được như vậy thì chúng ta sẽ không có nhầm lẫn, không có sai được. Còn khi mà chúng ta mập mờ đó, thì cho dù chúng ta tin có cái sự tái sanh, nhưng mà có những người đó, họ nghĩ rằng cái sự tái sanh đó là do cái linh hồn nó dứt dưỡng sau khi chết, rồi trải qua cái thân trung ấm 7-7-49 ngày, nghĩa là chưa có độ thai được, chờ phán xét, giờ diêm vương phán xét rồi mới cho đi đầu thai, vân vân. Thì cái đó là cái quan niệm, cái quan niệm của kinh điển Bắc truyền ảnh hưởng người Trung Hoa. Nhưng mà theo ở trong Thắng Pháp A Tỳ Đàm Abhidhamma của Pali ấy, thì ở đây chúng ta thấy rất là rõ ràng là khi mà tạo cái nghiệp thức, thì khi tâm tử mà vừa diệt, tâm tử của kiếp sống này vừa diệt rồi, thì cái kiếp sanh thức đó do cái nghiệp nghiệp thức hay là hành đó, nó sẽ tạo ra nối tiếp bằng cách gọi là vô gián duyên anantarappacaya, nghĩa là không có xen kẽ, không có xen hở, không có bị gián đoạn. Thì đó là những gì mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua một cái vấn đề kiết sanh thức. Và bây giờ thì tiếp tục xin cung thỉnh Thượng Tọa Giá Đẳng trở lại với cái phần tiếp theo, tức là cái phần sự tình thức của tâm. Bây giờ xin cung thỉnh Thượng Tọa, chúng tôi xin dứt lời ở đây. Nam Mô Bổn Sư. Sa thú kính trường thưa thật thưa sư. Thưa quý Phật tử, chúng ta chịu khó đi chậm một chút để chúng ta nắm vững về những cái chức năng của tâm thức. Đây là cái kinh nghiệm cá nhân chúng tôi, đó là nếu mà 14 cái chức năng của tâm thức mà chúng ta nắm không vững á, thì khi mà chúng ta học sang diễn trình của tâm thức hay lỗ tâm á, thì chúng ta cũng không nắm vững luôn. Dạ. Thành ra khi mà mình học học về cái diễn trình của tâm thức á, thì chúng ta rất cần hiểu rõ cái chức năng của tâm thức trước. Dạ. Một tâm có cái chức năng. Chúng tôi hơi có một chút phân vân là không biết có nên
giảng tiếp theo về phần phá quan gá hay tìm thức hay không, bởi vì phần này là phần rất là quan trọng. Mà chúng tôi sợ rồi, chúng tôi nói hết rồi, không có thì giờ để thượng tọa tự siêu giảng phần tiếp theo. Quý vị nào vào tham dự lớp thắng pháp thì quý vị sẽ thấy rằng chúng tôi và thượng tọa tự siêu có hai cái phương cách trình bày khác nhau, và cả hai rất có lợi cho quý Phật tử học. Ở một điểm rằng khi mà chúng tôi nói chuyện thì chúng tôi dựa trên cái cách nói mà nó gần gũi ở bên ngoài nhiều hơn, và thượng tọa tự siêu khi thượng tọa trình bày, thượng tọa trình bày rất là chuyên môn của kinh điển nhiều. Cả hai cách đó là không thể thiếu được, tại vì nếu mà quý vị chỉ nghe cái phần trình bày của chúng tôi mà quý vị không nghe phần chuyên môn đó, thì đôi lúc quý vị sẽ đi quá xa cái đề tài. Nhưng mà nếu quý vị nghe phần chuyên môn nhiều quá của thượng tọa tự siêu, đôi khi quý vị cũng khó hiểu được, nên chỉ cả hai. Thật ra thông thường ở trong cái lớp thắng pháp đó, chúng tôi luôn luôn là muốn rằng cả hai phần đều được nói, dạ, đều được nói hết. Nhưng mà chúng tôi sợ rằng hôm nay chúng tôi nói về thắng pháp, nói về tâm hồn kiếp hay là tiềm thức mà nói cho nó đủ thì thật ra nó sẽ không giờ cho thượng tọa tuệ siêu để thượng tọa tuệ siêu để thượng tọa giảng thêm, bởi vì quan trọng lắm thưa quý vị. Và chúng tôi cũng thưa rằng có thể là phần hồn kiếp, phần tiềm thức nó sẽ mất chúng ta cả một buổi học, yeah, cả buổi học, bởi vì phần này nó cũng là một điểm mà quý vị sẽ thấy cũng rất là lợi lạc trong đời sống. Thôi thì như vậy là ngày chủ nhật này chúng tôi sẽ trở lại để nói về phần tiềm thức. Bây giờ thì chúng tôi muốn bàn riêng với thượng tọa tự siêu qua vài câu thảo luận. Hy vọng rằng với cái phần còn lại thảo luận thì chúng ta sẽ biết về cái tâm gọi là kiết sanh thức hay là tâm tục sinh. Trước khi mà nêu lên câu hỏi đó thì xin được hỏi là thượng tọa tự siêu, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa tự siêu vẫn còn ở trước máy và nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ cho biết. Dạ vâng. Bạch thượng tọa tự siêu, hồi xưa chúng ta ở gần sư trưởng á, hồi còn nhỏ đó, có một điểm mà sư trưởng hay mang lên rồi sư trưởng nói như là một cái điểm mà sư trưởng muốn nhấn mạnh đó, mà thật ra lúc đó chúng ta không có thấy quan trọng nhiều. Đó là nói về tái sanh đó, nói về cái tục sinh đó, thì có một cái quan niệm phổ thông và nhất ở trong Phật giáo Bắc truyền, đó là có những người mà khởi cái tâm tục sinh hay kiết sanh thức theo cái ý muốn và theo cái quyền lực của mình, và ở trong thánh pháp thì chúng ta nói rằng cái tâm tục sinh đó là cái sự chiêu cảm của nghiệp lực. Nghiệp lực tức là tâm thiện tạo ra tâm quả, và cái tâm quả đó là cái tâm tục sinh. Thì khi mà nói đến nghiệp lực và chúng ta nói đến cái quý ba cá là quả di thục á, quả di thục thì chúng ta không thấy rằng có một cái sự dường như là không có một cái sự can thiệp của ý chí, của ý muốn vào trong đó. Yeah. Mà nghiệp thì sanh quả, giống như là bây giờ mình chăm sóc cái cây thì được, nhưng mình không thể ra lệnh ra trái được. Thì ở đây đó có một vài câu chuyện mà chúng ta nghe ngay cả trong kinh điển Pali. Thí dụ như Đức Bồ Tát ngài được chư thiên thỉnh cầu để giáng sanh và viên thành cái quả vị chánh đẳng chánh giác trong kiếp chót, từ cuộc xuất sanh vào lòng mẹ. Thì ngài có một cái sự chọn là thời gian, về quốc độ, về gia tộc, phụ mẫu, vân vân. Hay hoặc giả là chúng ta cũng nghe trường hợp câu chuyện của ngài Nagasena khi còn là một vị thiên tử,
và được mời tái sanh để bảo vệ Phật pháp trước cái ảnh hưởng tai hại của vua Milinda. Thì thứ nhất là câu chuyện mà đưa ra đó, thì chúng ta phải có một cái câu trả lời dứt khoát là như vậy trong thắng pháp đó, cái tâm tục sinh nó là một cái trường hợp mà luôn luôn là quả di thục, và quả di thục đó, đó nó chiêu cảm với nghiệp lực, và khi nó đụng tới nghiệp lực thì chúng ta không thể nói dự phần với ý muốn hay là ý định được. Nhưng mà nếu ngược lại qua những câu chuyện mà chúng ta được đọc và ở trong Trung Bộ Kinh thì mấy tuần qua thì chúng ta cũng học, đó là nếu một người mà có cái ước nguyện để sanh vào cõi này, sanh vào cõi kia, hay thậm chí đến đất Niết Bàn, mà có năm pháp mà chúng ta nghĩa là tính, giới, văn, thí, tuệ đó, thì có thể được một thứ mà chúng ta gọi là sở nguyện, thành tựu sở nguyện. Hay ngày hôm nay Phật giáo Mật Tông Tây Tạng đó thì cũng có nói đến trường hợp là những vị lạc ma, những vị thuốc khu đó là có thể là cái hậu thân của lạc ma đời trước, và những vị này có cái nguyện lực hay là có cái tâm, có cái sức tu, có cái tâm mùi định để hướng dẫn sự tái sanh của mình. Thì ở đây đó chúng ta có một câu hỏi đặt ra là ở trong thắng pháp nói rằng cái tâm tục sinh là cái sự rõ ràng là cái quả di thục của nghiệp lực. Thì như vậy thắng pháp có nhìn nhận là có sự tái sanh mà do ý muốn hay theo ý chí, do ý muốn được không, hay là nó là một sự chiêu cảm nhất định của nghiệp lực? Xin và tại sao sư trưởng mang điều đó lên, sư trưởng nói thì xin từ đầu thầy xin quan nghĩ chia sẻ một vài cái suy nghĩ của thượng tọa về điểm này. Kính cung thỉnh thượng tọa. Kính bạch chư Tôn đức, kính thưa quý vị, thực ra thì ở Kinh Tạng và ở Thắng Pháp không có sự chống trái với nhau. Mà vì ở hai khía cạnh khi mà mình nói đến hành duyên thức hay là hữu duyên cho sanh, tức là nghiệp hữu và nghiệp thức, nghiệp hành hay nghiệp hữu tạo ra cái quả tục sinh, chỉ nói đến chỗ đó để cho chúng ta biết được rằng là phải có thức tái sanh, mà thức tái sanh nó vô đâu có, tức là do hành hay do hữu, tức là do cái nghiệp lực nó tạo ra cái quả thức đó. Cái đó là một điều chắc chắn, một cái định lý mà không thể khác đi được. Còn khi nói đến những cái sự kiện mà chúng sanh
có cái sự ý muốn, có sự chủ động trong cái việc mình đi tái sanh đó. Như là Bồ Tát trên cõi trời Đâu Xuất tái sanh vào lòng mẹ kiếp chót, thì đó là do Ngài có cái sự sắp đặt, hay là thiên tử Nagasena nhận lời thỉnh cầu của chư vị A-la-hán giáng trần để làm thân nhân loại và xuất gia. Niết phục được vua Bilinda là người có nhiều cái sự hoài nghi ở trong giáo pháp, làm cho Phật pháp có thể bị suy yếu bởi do các vị tỳ kheo ở trong xứ sở lại bỏ đi, vân vân. Thì ở đây thưa quý vị, cái sự kiện nó có, nhưng ở đây chúng ta nên nhớ rằng không phải là thiên tử Nagasena, bây giờ chúng ta tạm gọi là Nagasena, chứ còn lúc đó trên thiên tử đến cái tên khác chứ không phải là tên Nagasena. Và Bồ Tát Santusita, tiền thân của Đức Phật, khi Ngài quan sát năm cái điều kiện để Ngài giáng trần thành Phật để tiếp độ chúng sanh, cái sự kiện đó là có. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng là không phải các vị thiên tử này là các vị đã sắp đặt cái thức tái sanh. Thức tái sanh đó, ví dụ thức tái sanh của Thái tử Siddhartha, hay thức tái sanh của công tử Nagasena, thì vẫn do cái nghiệp lực của phúc hành của các vị đó nó tạo ra. Nhưng mà cái nghiệp lực đó tạo ra thức tái sanh, tái sanh nó hiện khởi ở cõi nào, chỗ nào, gia tộc nào, và cái tự thể Atapha quá như thế nào, thì đó là do nơi cái chủ ý của các vị đó. Chúng ta ví dụ giống như trường hợp một người nông dân khi họ muốn tạo một cái khu vườn, hay là họ muốn đào một cái con kênh để dẫn nước từ ở ngoài dầm sông đi vào trong ruộng của họ, thì người nông dân đó không có tạo nước. Cái quy luật của nước có thể ở chỗ nào nó thấp, chỗ nào nó có đường mương, thì nước ở ngoài tự động nó tràn vào.
Rồi người nông dân họ chỉ chủ ý là muốn cho cái con rạch đó, con kinh đó đưa nước rẽ vào bên phải hay rẽ vào bên trái, hay là đi xa tới cuối cái dãy đất của họ, thì họ có thể chủ ý để họ làm được cái việc đó. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng là cái vấn đề hành duyên cho thức tái sanh, nghiệp hành duyên cho quả thức tái sanh, hay là nghiệp hữu duyên cho tái sanh, cái quy luật nó đã là như vậy. Thì không có ai tạo ra cái thức tái sanh đó, chỉ là do chiêu cảm của nghiệp. Nhưng mà tại vì cái nghiệp hành đó, một bậc đại nhân Bồ Tát, những chúng sinh ở trong đời này, họ tạo cái khuynh hướng thiện chắc chắn, thì hễ cái khuynh hướng thiện do phúc hành hay là thiện nghiệp hữu, thì nó sẵn sàng để cho quả tốt, cho quả thức tái sanh tốt. Còn cái sự chủ ý để sanh ở cõi nào đó, thì ngay cả trong bài kinh mà Đức Phật Ngài dạy về cái hành sanh sankhara sankharupati rupati, trong bài kinh hành sanh thì Đức Phật có nêu rõ là khi mà chúng sanh chuyên tâm tạo nghiệp hành, tức là có tánh thí giới văn tuệ, rồi người đó khởi lên cái ước muốn được tái sanh vào trong gia đình đại phú Sắc Đế Lị hay đại phú Bà La Môn, hay là ước muốn sanh về cõi Tứ Thiên Vương, cõi Đau Lợi, cõi Dạ Ma, cõi Đô Xuất, cõi Hoa Lạc Thiên, cõi Tha Hóa Tự Tại, vân vân, thì do cái hành chính mùi đó thì sẽ thành tựu được như ý muốn. Thì như vậy rõ ràng ở đây là khi mà chúng sanh tạo cái thiện pháp được sung mãn, thì chúng sanh nó vẫn có sự chủ ý để dẫn đến cái sự tái sanh theo như ý muốn. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng không phải tất cả chúng sanh nào họ cũng có thể hướng tâm sắp xếp cho cái sự tái sanh của mình được. Bởi vì đây là một trường hợp cá biệt. Thứ nhất là đối với những chúng sanh sau khi đã viên mãn về thiện pháp, tạo thiện nghiệp chắc chắn, vị đó mới có ước nguyện để thành tựu, chứ phải ước nguyện suông. Như bây giờ một người sống bình thường, không có tu tập ba la mật, không có tu tập thiện pháp, mà nghe người ta nói sanh về nhàn cảnh hỗ trợ của người, thì người lại cũng khởi lên ước muốn
sanh về cõi trời của người, nhưng mà người này không tạo được cái thiện nghiệp gì để cho cái sự ước vị đó thành tựu, thì quý vị cũng không có thành tựu. Thưa quý vị, vì vậy chúng ta phải hiểu rằng ở trong diệu pháp, khi nói đến cái thức tái sanh, hay là những cái cõi tái sanh nhất quân hữu, tứ quân hữu hay là ngũ quân hữu, do cái nghiệp hữu dẫn đi, nghiệp hữu tạo ra quả dị thục dẫn đi tái sanh, thì cái đó là A Tỳ Đàm dự pháp là nói về cái sự thật về cái quy trình luân hồi sanh, cái này có mặt nó sẽ tạo ra cái kia. Giống như nước cần thiết để mà tưới vườn tược, hoặc là để ngập đất ruộng giúp cho cỏ giúp cho lúa được sinh sôi nảy nở, đó là sự thật. Nước nó muốn chảy vào thì nó phải có cái đường dẫn, và cái đường dẫn đó nó phải được thông, và nó dần dần thấp hơn cái mực nước ở bên ngoài sông cái, thì cái đó là nguyên tắc, đó là cái định luật. Rồi bây giờ người nông dân mới dựa theo cái định luật đó ở chỗ này và đào ở chỗ kia, đào cái con kinh hay con rạch dẫn nước đi vào trong ruộng vườn của mình theo như ý muốn, thì được. Thứ gì với điều kiện là phải có nước ở bên ngoài vàm, phải có nước ở ngoài mới đào mương để mà dẫn vào được chứ, thì cũng vậy, với điều kiện là phải tạo phước, phải có phước tạo nghiệp lành, rồi mới hướng cái nghiệp lành đó để tạo ra cái thức tái sanh, cho tái sanh và khổ đó như vậy. Thì cái chuyện này là xảy ra, không phải là không xảy ra đâu. Không xảy ra là đối với chúng sanh không có tạo nghiệp lành mà ước muốn được tái sanh như ý muốn, ước bị được tái sanh như ý muốn, thì cái điều này không thể có. Chúng ta xin được trả lời cái câu hỏi thường gửi đã như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa thủ kính chừng thưa bà thưa sư. À, thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại những gì sư thưa sư đã giảng để quý Phật tử nhớ, và để sau thì chúng ta không có lầm lẫn với điều này. Khi mà chúng ta nói đến ý nguyện hay ước muốn đó, thì nó có hai cái trạng thái, một trạng thái gọi là trực tiếp và một trạng thái gọi là gián tiếp. Thí dụ là bây giờ mình trồng xoài để có được trái xoài, thì dĩ nhiên là trái xoài mình có đó là do cái ý muốn mình trồng xoài, thì chuyện đó là chuyện dĩ nhiên rồi.
Nhưng mà cái quá trình này đó, nó là một quá trình gián tiếp, chứ nó không phải là trực tiếp. Tại sao chúng ta gọi là gián tiếp? Bởi vì khi chúng ta muốn có trái xoài thì cái việc mà chúng ta có thể làm được đó là gieo hạt xoài xuống hay trồng cây xoài xuống, rồi tưới nước, rồi vun phân. Nhưng cây xoài nó lớn lên và nó ra trái đó, thì cái trái xoài nó phải được ra trong cái điều kiện tự nhiên của thời tiết, của mùa màng. Thì chúng ta có thể nói rằng, ô, mình trồng xoài nó có trái xoài rồi, mình muốn ra lệnh nó có trái xoài lúc nào cũng được, hay là có trái xoài mùa nào cũng được, hay hoặc trái xoài lớn nhỏ như mình muốn cũng được. Mà đơn giản là nếu chúng ta muốn có xoài xoài cát thì chúng ta gieo xuống giống cái xoài cát, và có một số việc mà chúng ta có thể làm được là vun phân, là tưới nước, chăm sóc. Nhưng mà rồi cái trái xoài nó trổ ra, cái xoài trổ ra hoa, hoa kết trái, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc là mùa xuân, hoặc là mùa này mùa kia, đó là do tự đó. Cái đó chúng ta gọi là một quá trình mà nó có hai cái tình trạng là trực tiếp và gián tiếp. Thì trên phương diện tạo nghiệp hay là chọn cảnh giới tái sanh, mà phương diện gọi là gián tiếp đó, thì làm được, nhưng mà trực tiếp đó, thì không. Cái này là cái mà chúng ta nên hiểu, và nên hiểu rõ. Chứ nếu không chúng ta nói rằng như vậy thì Đức Bồ Tát hay là một vị thiên tử mà muốn sanh vào lòng người đó thì sanh ra như ý. Như mình đọc kinh và nghe nói bên Bắc Tông mà diễn tả chư vị Bồ Tát, chư vị A-la-hán bên Bắc Tông mà muốn sanh vào người này sanh vào người kia, mình trực tiếp mình sanh vào trong thai bào, thì cái chuyện đó không có trong Tam Tạng Pali. Tam Tạng Pali nói rằng cái giữa cái nghiệp hữu và sanh hữu đó, thì thưa quý vị, nó có những ảnh hưởng gián tiếp bằng ý nguyện thì có, ví dụ như là một người mong mỏi sanh về cõi trời Đau Lợi hay cõi trời Đấu Xuất, như ngài Bồ Tát Khô Xá thì ngài nguyện sanh cõi Đấu Xuất, thì ngài dùng những cái tăng lực của tính, của giới, của văn, của thí, của tuệ thì ngài phát nguyện thì được. Nhưng mà trong cái giờ phút mà lâm chung cuối cùng, cái giờ phút cuối cùng lâm chung đó, thì cái lời nguyện nó biến thành nguyện lực, nó biến thành nghiệp lực, và nghiệp lực nó tạo thành sanh báo nghiệp sanh đời sau. Đó có tất cách gián tiếp. Nên chúng tôi muốn nhắc tất cả quý Phật tử hiểu một điều rằng, đúng là cái nguyện lực có thể thành tựu một cách gián tiếp, nhưng mà nó không thể thành tựu một cách trực tiếp. Như quý vị đã được nghe Thượng Tọa Tuệ Siêu vừa trình bày nãy giờ. Thưa quý vị, trong ngày Chủ nhật tới thì chúng ta sẽ nói về tâm hữu kiếp hay là tâm hữu phần, và trong giáo trình thì chúng ta nói về tiềm thức phát quan giác. Chúng thì chỉ muốn nói đại lược trước là có một số vị có một cái nhìn là tiềm thức nó không quan trọng gì trong đời sống. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về tư chất, chúng ta nói về cơ địa, chúng ta nói về cái cá tính đó, thì thưa quý vị, nó là một sự liên hệ nhiều giữa cái tiềm thức và hoạt thức. Về điểm này chúng ta nên hiểu, và khi mình học về diễn trình tâm thức thì cái tiềm thức đóng vai trò rất là quan trọng, và chúng ta cũng có dịp để nhìn lại hai cái khía cạnh mà nó ngoài đề nhưng mà lại rất là thú vị về tiềm thức trong phân tâm học Tây Phương, và đặc biệt là A Lại Gia Thức ở trong truyền thống của Phật giáo Bắc truyền, khi chúng ta làm một cái so sánh đối với cái tiềm thức hay là phát quan cá của Thắng Pháp Abhidhamma trong Tam Tạng Pali. Chúng tôi không có chắc chắn là cái bài học về 14 cái chức năng của tâm thức sẽ kéo dài trong mấy buổi học, nó tùy vào rất nhiều điều. Nhưng chúng ta ở đây cũng không có chuyện gì mà gấp hết. Quan trọng là chúng ta chịu khó tìm hiểu
học thật kỹ, thật rõ. Và chúng tôi thưa rằng khi mà quý Phật tử mà hiểu về những cái chức năng hay là vai trò của tâm thức qua 14 cái chức năng này, thì khi chúng ta đi học, khi chúng ta học vào diễn trình tâm thức, chúng ta sẽ học nhanh và dễ hiểu lắm. Hồi chúng tôi còn nhỏ đó, điều mà sau này chúng tôi cảm thấy cũng hơi tiếc đó, là khi học vào diễn trình tâm thức lại không để ý đến những cái chức năng này, học cho qua, học cho qua tới khi học diễn trình tâm thức, thì có nhiều cái hiểu không hết. Vì sau này có dịp mà đọc lại đó, thì mới thấy rằng trước đó mình không chịu tìm hiểu cho kỹ. Thì quý Phật tử nên chịu khó và đầu tư mỗi thì giờ, và kể cả 6 khía cạnh của tâm thức mà chúng ta đề cập đó, nó đều cần thiết để chuẩn bị cho cái diễn trình của tâm thức, một cái lĩnh vực mà chỉ có ở trong Tam Tạng Pali, và chỉ có trong Thắng Pháp, và chỉ có ở trong Phật giáo, mà không có bất cứ ở nơi nào khác nói về diễn trình tâm thức. Một cái lĩnh vực Phật học rất là quan trọng, rất là mới lạ và cũng rất là xa lạ đối với nhiều người. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính truyền chư Tụng Đức đã vào Rung để chia sẻ buổi học hôm nay. Đến lễ quý ngài, trân chào quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy ạ. Sa thủ lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong Trung. Chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng thanh thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ốp, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn.